Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé Và trong video này mình sẽ giới thiệu anh em một cái event nữa của Sona Nó sẽ ra mắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2024 anh em nhé Hôm nay ngày 25 thì còn khoảng 4 ngày nữa Thì chúng ta sẽ đến với cái event này Và event này cũng khá là thú vị, có nhiều phần thưởng hấp dẫn Ngoài ra thì nó chơi không có nhạc giống như những cái event ví dụ như là event uh, uh, trung thu hiện tại Nhưng mà nó có thể chơi chung với event trung thu Ok, và nó sẽ có những cái phần thưởng nhìn khá là đẹp mắt đây em nhé đây khá là nhiều phần thưởng thú vị đặc biệt ở đây nó còn có cả một cái uh, con edolon huyền thoại nữa anh em con edolon này là con uh, con 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 gì đó con con gì đó, đó thường thành đó buổi tối anh em đó, đó. cầm cái thương anh em đó mình không nhớ tên em ơi nhưng mà nói chung là cũng ngon huyền thoại nha <laughs> ngoài ra thì một số các phụ phẩm trang trí này nọ có thứ thứ đây và event này thì nó sẽ chơi theo kiểu uh, mình sẽ kiếm những cái uh, nút nhạc anh em mỗi ngày thì chúng ta và chúng ta sẽ có một số cái nhiệm vụ nhất định để kiếm những cái nút nhạc ví dụ như là nút nhạc ở trong vì đăng nhập hàng ngày này hoặc là nhiệm vụ hàng ngày thì chúng ta sẽ có những cái nút nhạc sau đó thì chúng ta sẽ vào đây tham gia cái sự kiện này nó giống như gacha vậy đấy nó cũng hơi gacha một chút để chiến thắng thì cũng phải may mắn một phần nữa anh em và những phần thưởng thì cũng rất là hấp dẫn để anh em có thể lựa chọn ha từ skin này nọ các kiểu thứ này nhưng mà ở đây mình chú ý là có những cái skin thì nó sẽ có những giới hạn nhất định ví dụ như anh em thấy ở đây thì uh, đây mình kéo đây mình xem nha đây 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 nên đợi tí anh em nào quan tâm thì mình có thể để lại một cái link cho anh em tí nên xem bản xem lại nha nó chỉ có bản tiếng anh thôi ok chưa một số skin gacha này thì cái này nó chưa tới đâu còn chủ yếu là ở đây nè mình cho anh em xem đây nè đây hình này nhỏ quá ta nó sẽ có một số cái phần thưởng nó là giới hạn ví dụ như là cái skin đằng sau lưng nè và cái skin này là skin chính nè chúng ta sẽ được một một cái này cũng một cái này cũng một còn lại thì ô cái này có thể hai lần nè anh em có thể hai con edolon và 25 đá đúc núi lửa ha rất nhiều phần thưởng cái giá trị. Skin thì mình đánh giá cũng khá là đẹp. Thế đây là skin free anh em. Mình tham gia điều kiện mình được skin free nha. Được chưa anh em? Đó. Và đăng nhập mình cũng sẽ được thêm. Ok chưa? Đó đây là những nhiệm vụ hàng ngày mình sẽ làm nè. Đó. Nói chung là cái event này thì nó cũng đơn giản. Còn cái gacha này hình như là kết thúc mùa mới có. Ok chưa? Rồi. Thế nên quan tâm cái event này thì mình có thể xem ở dưới phần comment đi ha. Mình để một cái link cho anh em xem lại. Ok chưa? Còn thời gian chính thức thì tầm 18 tháng 10 hoặc là 19 tháng 10 thì nó sẽ hết uh, mùa giải và sẽ bắt đầu mùa giải mới S4 và những thông tin uh, sắp tới thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em OK rồi hẹn gặp lại anh em các buổi sau có anh theo dõi Bye bye